mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Cái mặt em rất là đẹp. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm, em sống nội tâm. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn trai. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế ạ. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài vè mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay rồi, không ạ? Rồi, ủng hộ em. Nghe vẻ, nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm, Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan, thích đi du lịch mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo tự tin, nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đan móc len cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách. Khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài vè đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Không nhớ một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình à. Nấu nướng ăn là rất ngon, cái hậu đậu em nhớ nhất. Thôi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm, em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả. Có thuốc hết, không lo. Ngoài cái bài vè đó, em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén, em rảy rảy cho chén nó khô á. Xong xoảng một cái rồi, xéo nguyên một vòng, nguyên một chồng chén rễ luôn. Rồi, bà nói là cái chuyện bếp nó vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong, ngay là xong, ngay là bể hết. Em muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó hả? À, cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được, nhưng mà lười lắm. Thôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc già. Thôi chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần rồi dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chắc hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường? Em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng đúng mà đòi thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn có người khác á. Thì sau khi em chia tay á, giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách này bao lâu rồi? Dạ, em chia tay hơn 5 năm rồi. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á, im quá, em cũng thích rồi. Lại gặp cái bạn khác á, thì ngày đầu tiên đi hẹn hò á, thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em ơi, không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Mà nói đại nó không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em. Cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà, tại sao chia tay? Dạ thì đứa Nam đứa Bắc chị ạ.
Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái này. Ví dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh. Ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến chia tay cái mối tình gần nhất á, thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ, em chào chị. Chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? À, chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em stress nặng với cái vấn đề đó. À, thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress? Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tan nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À, thôi đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Thôi đâu có gì đâu BD. Có gì đâu BD. Mà chị hỏi em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa. Không có đâu. Mẹ lên, vui thoải mái lên nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Đi coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ngỡ người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp á, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng, là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đây. Rồi, đúng giờ không em? Yeah. Chắc đi, em đi làm trái đúng giờ. Đâu, đúng giờ rồi. Rồi, đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Còn về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu. Nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần, đẹp trai. Chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết đó, đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng không thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng không thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi, em không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? Không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm, được rồi đó. Rồi. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%. Được ha? Yeah. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ. Chào gia đình bạn gái ha. Rồi, nói mời chung là cô chú có đại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Và theo tôi thấy là cháu đây cũng được. Thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành. Thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Cái công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi. Hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào.
Mạnh mẽ lên nào, cười tươi lên. Hả? Có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi, không gian này là của các bạn đó, bắt đầu đi. Mình có lá hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. À, đây là một cái nắng len cho em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu dò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Hết hói luôn luôn hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên giữa dòng đời xuôi ngược. Ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại, đợi chờ một ai đó nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó, hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh, tình yêu là chân thành, nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ được gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi, có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Theo em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh quá. Sẽ lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm mà em thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Yeah. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Giờ mảng nào cũng được ạ? Không, anh cái hỏi thật mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa, thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Chúng ta đang đối diện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, có ba mẹ, gia đình của cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói về với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Có gì thì ngày mai đàn gái luôn. Mình nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú ạ. Giao lưu chút đi. Đi đâu sau này đi đâu là sau mình này su gia đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép về các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng, nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả.
cái quan trọng là thương yêu nhau. Yeah. Còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái duyên. Hai cháu nó có hơn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ. À, thưa cô, thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú. Bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Họ này. Và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, con xin phép bác ạ. Đây là món quà của Việt Nam Cacao. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.